Quý vị, chúng ta vừa đến với ca khúc Mưa Lạnh Tàn Canh, một sáng tác của nhạc sĩ Vũ Thanh với phần trình bày của cặp đôi nữ. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần giới thiệu đôi nét về mình. À, có một gương mặt tôi đã thấy quen quen rồi. Mời Linh,
Em giới thiệu về mình đi. Lời đầu tiên cho con xin gửi lời chào đến bốn cô chú ban giám khảo, chú MC Nguyên Khang và toàn thể quý vị khán giả đang xem chương trình Từ Đỉnh Song Ca. Chú đã dặn con từ chương trình lần trước khi mà chú gặp con vẫn không thay đổi xưng hô. Dạ, em chào anh MC Nguyên Khang. Đó, anh rất hạnh phúc bởi vì được gặp lại em. Em đang làm công việc gì Linh? Dạ, hiện tại thì em đang học tập và sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Em vẫn là ca sĩ. À, rồi, bây giờ chúng ta đến với bạn thứ hai. Mời em. Em tên là Mộc Anh. Hiện tại em đang sinh sống và làm việc ở Sài Gòn. Em đang làm công việc gì? Dạ, hiện tại thì em cũng đang đi học nghề và đi hát một chút. Dạ. Em học nghề gì? Em học giáo viên yoga. Giáo viên yoga? Dạ. Anh cũng thích tập yoga lắm, mà vì có khỏe. Dạ, em thưa quý vị, hồi nãy quý vị có biết là tại sao cô này gọi Nguyên Khang bằng chú không ạ? Tại vì rất là trẻ. Dạ, em 16 á. 16, thưa quý vị. Bây giờ thì xin mời các cô chú. Anh phỏng vấn ngược lại Nguyên Khang. Dạ. Chương trình mà em gặp cháu này ở đâu? Dạ, cũng một cái chương trình của Đài Vĩnh Long thôi. Không nhớ phải không? Tuyệt Đỉnh Song Ca Nhí. Yes. Tuyệt Đỉnh Song Ca Nhí gọi em bằng chú. Đúng, nhưng mà anh phải biết Tuyệt Đỉnh Song Ca này là dành cho người lớn. Bé đó đã lột xác cho nên là bé đó nên xưng bằng anh. Còn chương trình kia là dành cho mấy bé nhỏ 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 thì xưng bằng chú là đúng rồi. Chính xác nhất em phải gọi người kia là bằng bác. Tại vì anh gọi anh Vi là bằng anh. Em ơi, tùy theo phụ huynh người ta mấy tuổi. À, đúng không? Đúng rồi. Anh hát bài Con Sông Quê bây giờ. Thôi, cứ xưng bằng chú đi được rồi. Và bây giờ xin mời chú Minh Vi. Mời chú nhận xét trước ạ. Hôm nay hai đứa hát có cái tinh thần bolero. Cái tuổi 16 của con á mà hát như vậy á, thực ra là khá rồi. Mà để mà gọi là trải nghiệm cho nó chín chắn thì không có đúng. Mộc Anh có sự trải đời hơn. Nhưng mà hai bạn hát rất là hòa nguyện. Cô chị Thục cứ quay qua: anh ơi, đẹp quá, xinh quá. Cái thương hiệu bên kia là xinh với đẹp, đường ranh giới chia ra bên kia. Nhưng mà chú nói là nói về cái giọng hát nhiều hơn. Đôi khi vẫn còn vài chỗ bị chênh phô nhá. Cả hai bạn đều bị hết. Rồi, anh hết. Cảm ơn anh. Linh này cho anh hỏi một chút là Tuyệt Đỉnh Song Ca Nhí là em có gặp chú như Hoàng Nhật Nam chưa? Dạ, chưa. Không phải không gặp. Trên. Anh chú Nam đứng trên kia. Vâng. Xin mời đạo diễn Hoàng Nhật Nam sẽ chia sẻ về cái tiết mục này. Tiết mục này âm thanh rất đẹp, hình ảnh rất đẹp. Trong hai cô thì anh Nam sẽ nghiêng về phần hát và biểu diễn, thì dĩ nhiên là Nam cảm nhận Mộc Anh thì có cái sự bản lĩnh nhiều hơn. Giọng của Mộc Anh gọi là rất là sắc bén, rất là ngọt ngào, lên bổng xuống trầm của anh Nam đều rất là thích. Còn Khánh Linh thì do là mới biết Khánh Linh là 16 tuổi thì cũng rất là giật mình vì tuổi còn rất là trẻ mà chọn hát dòng nhạc bolero phải là yêu thích lắm. Chứ nếu không thì mình cũng phải cần thêm cái sự trải nghiệm, mình phải tập luyện nhiều hơn nữa đó mới có thể gọi là chinh phục được dòng nhạc này. Tuy nhiên thì hôm nay hai chị em hát bolero nhưng mà không phải một cái khung cảnh mưa lạnh tàn canh nữa, mà lấn át cái vẻ lạnh hoặc là cái vẻ buồn đó của bài hát bằng cái vẻ đẹp của mình. Mình thể hiện cái bài hát giống như trên một cái sân khấu rất là đẹp, chứ không có phải là một cái khung cảnh ủ dột, thê lương. Thì đó cũng là một cái nét cảm xúc mà anh nghĩ là nó cũng rất là đẹp cho đêm nay. Để chọn đi tiếp một trong hai hay là cả hai thì chắc chắn là ban giám khảo cũng sẽ đau đầu lắm đây. Em thì lại em thấy khác. Mộc Anh thì đúng là bởi vì tuổi đời có nhỉnh hơn và hát thì trải nghiệm nhiều hơn. Giọng hát rất là ngọt ngào luôn. Ở đây không ai phủ nhận luôn. Nhưng mà Khánh Linh á, chị Thục nhìn thấy ở Khánh Linh một cái sự tươi sáng. Thục không nghĩ rằng là để hát bolero thì cần phải trải nghiệm nhiều như là anh Minh Vi. Có khi mình mang cái sự trong sáng vào một cái nào đó truyền thống, nó thổi cái làn gió mới và gây cái sự xao xuyến nhiều hơn. Chị Thục không phủ nhận rằng là khi mà coi cái tiết mục này, chị Thục cảm thấy quá đẹp, đẹp đến nỗi mà quay sang phải nói luôn. Giống như là hai nàng tiên đang hát, vừa có thanh vừa có sắc. Thục nghe bên này hát một cách trong sáng dịu dàng, nghe bên này một cách dày dặn trải nghiệm, và hai cái đó nó nối lại với nhau làm cho một cái tiết mục không thể rời mắt được. Và Khánh Linh nhá, tuy là nhỏ nhưng mà cái vẻ đỉnh đạt ở trên sân khấu, cái thần thái cũng không thua gì cái người bạn diễn là chị Mộc Anh. Mộc Anh em làm rất tốt,
cái phần biểu diễn của mình. Ai cũng là 10 phân vẹn 10 hết cả. Chúc mừng hai em. Dạ, em cảm ơn và em cảm ơn. Đúng là cái tuổi đời mình nó còn nhỏ quá, cho nên là cái sự trải nghiệm sẽ không có như Mộc Anh. Nhưng ở đó có trong sáng. Chúng ta nếu đi tiếp thì có thể dắt tay nhau, ta gọi là bổ trợ lẫn cho nhau. Khi mà đồng thanh đồng thủ như thế thì những cái khiếm khuyết của người này và những cái nổi bật của người kia sẽ có thể lắp vào cho nhau và nó khích vào với nhau. Chúc mừng tiết mục của hai người. Xin cảm ơn ba giám khảo. Bây giờ chúng ta sẽ đưa ra quyết định của mình, chọn hay không chọn cho cặp đôi này. Xin được mời đạo diễn Hoàng Nhật Nam. Một chọn. Xin mời ca sĩ Hiền Thục. Thì chọn nhé. Hai chọn, chúc mừng. Xin mời ca sĩ Cẩm Ly. Ba chọn, xin chúc mừng. Như vậy các bạn đã có cơ hội bước tiếp vào vòng trong. Và xin mời nhạc sĩ Minh Vy. Tiết mục này chú không chọn. Vâng, như vậy chúng ta được ba chọn. Chúc mừng hai chị em đã bước tiếp vào vòng tiếp theo. Xin chúc mừng. Tiết mục đẹp vậy mà không chọn. Thiệt thì không bực bội gì đâu luôn á. Cứ đẹp, tiết mục không đẹp mà hay nữa. Anh thương vui những đêm
lòng đi em bằng lòng theo bằng lòng đi người yêu nhỏ bé cùng dân ca bằng cầu anh tới gạt chung xa dù nắng dù gió nhớ thương nhau điều lý quá cơ bằng lòng đi em bằng lòng theo anh bằng lòng đi em bằng lòng theo thưa quý vị, chúng ta vừa đến với ca khúc Ngẫu Hứng Lý Qua Cầu. Vì chúng ta sẽ cùng làm quen với lại hai bạn. Bạn giới thiệu đôi nét về mình đi, chàng trai tuổi sao? Em tên là Thịnh Nguyễn và hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Nha Trang ạ. Năm nay em 22 tuổi. Em làm công việc gì? Và hiện tại em đang ca sĩ tự do. Bạn tiếp theo. Em tên là Đăng Châu, hiện tại em đang là sinh viên của trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Hồ Chí Minh ạ. Em là người ở đâu? Dạ em là người Nghệ An. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần nhận xét của ban giám khảo. Lúc nãy là cái phần mà thổi sáo á, ví dụ như mình diễn giả đi thì mình quyết định diễn giả thì mình sẽ diễn cho hết cái đoạn đó luôn rồi mình hãy hát, còn không thì thôi mình cứ đi ra thôi, chứ tự nhiên đang thổi du dương giữa chừng em không thổi nữa mà tiếng sáo vẫn văng vẳng thì cái đoạn đó là làm sao? Tại vì em sợ là mình sẽ không đưa mic ra kịp á. Nếu như vậy thì mình nên chọn một trong hai thôi. Ví dụ như bạn đã chơi guitar rồi thì em cứ đi ra và bước những bước đi lững thững đến bên cạnh người bạn mình và đợi vào cái câu hát đó thì mình cầm mic lên mình hát. Sẵn đây anh cũng nhận xét về Thịnh Nguyễn luôn. Thì Thịnh Nguyễn hát sau, Thịnh Nguyễn hát thì anh có thấy rằng là bạn hát rất là không rõ lời ha. Hình như là cái đoạn sau mà bắt đầu lên những cái đoạn điệp khúc cao thì lúc đó thì mới nghe rõ thôi. Còn những cái đoạn đầu thì hầu như em hát nó bị ém thế nào á, anh không có cảm thấy thoải mái ở cái phần mà tai nghe những cái thanh âm được phát ra. Nhưng mà điều rất là khen Thịnh Nguyễn là cái phần sau thì bắt đầu có hòa bè cao để kết thì hai anh em làm rất là ngọt. Có cái đoạn mà vịnh vai bạn mà nói là em nhỏ xíu anh thương đó thì cũng cần phải xem lại. Mình phải chọn cái câu hát để mà tương tác trên sân khấu, nó rất là quan trọng đó mấy em. Về phần Đăng Châu, cái hình ảnh một chàng trai mà ngồi chơi guitar thì rất là đốn tim và rất là lãng mạn. Những cái giai điệu gọi là rải vào bài hát là rất là ghi điểm. Thì cái phần đầu của Đăng Châu thì anh có cảm tình nhiều hơn. Hát rất là nhẹ nhàng, khoan thai. Dĩ nhiên để gọi là xuất sắc lắm cho cái tiết mục này, anh Nam cũng là người dễ tính, dễ dãi lắm, cũng không đến nỗi khó như ai kia mặc áo đen xa xa bên kia đâu. Đó. Xanh đen. Anh đang hỏi là người ngồi cùng bàn với anh hay là đứng trên sân khấu à? Không, thì anh đang nói về giám khảo mà. Giám khảo mới có quyền khó tính cho MC mà khó tính thì người ta đâu có chịu đâu. Tại vì anh nói là ai kia rồi xa xa, nhiều người nhột, trong đó có em. Dạ, vâng. Anh nghĩ rằng là tiết mục vẫn chưa đã lắm, chưa qua cầu được đâu. Cảm ơn anh. Ok. Một phần nhận xét rất là chi tiết về cái phần biểu diễn của hai thí sinh. Nhưng cũng không quên cà khịa người khác để châm ngòi cho một cuộc chiến. Thế thì bây giờ ai kia ngồi phía đằng xa, chúng ta có muốn chia sẻ điều gì không ạ? Dạ, cái anh đang đội nón nè, thưa anh nè. Mà em thiết nghĩ thì thưa anh, mình nên thay nón đi ạ, để làm cho nó màu sắc hơn. Mỗi một tập anh thay một cái nón cho em. Đã bao nhiêu tập trôi qua rồi, bao nhiêu đêm phát sóng rồi, nhưng mà cái lời hứa từ cái tập đầu tiên là sẽ đem nón ở nhà để mà cho nhạc sĩ Minh Vy vượng vẫn chưa thấy. Hôm nay anh đội nón cực kỳ là phong cách luôn. Em có một cái bộ sưu tập nón thì trong những số quay tiếp theo thì em thiết nghĩ em sẽ gửi tặng anh để anh thay đổi nón thường xuyên cho mình có cái phong cách. Thưa quý vị, tôi có một thùng ở trong đó. Chứ không phải là chỉ có một cái. Mình phải có thì, một cái nhưng đây tôi xin phép được tặng sơ. Còn lại 300 cái thì xin được gửi container đến nhà anh để anh có thể thay vào mỗi một tập phát sóng của chương trình. Xin phép anh nhận cho em vui ạ. Thôi anh đổi luôn để cho em vui nè. Vâng, đó. Thưa quý vị, đẹp không ạ? Quá đẹp. Không tin được, cực kỳ dễ thương. Thế thì ai kia có thể chia sẻ đôi điều về cái nhận xét vừa rồi của đạo diễn Hoàng Nhật Nam? Trước tiên là cảm ơn người em của anh.
đã tặng anh cái nón này. Cái bài này, cái điểm nhấn thứ hai sau cái tiếng guitar, tôi đã cố ý hòa âm là tới bắt đầu văn tấu thì mới đưa một nhân vật thứ hai ra là có một cái sáo. Là tiếng sáo nó rất là du dương, rất là đẹp. Chịu và không nổi. Tại vì lời hứa của anh với hai đứa, anh sẽ tìm một cái sáo cho em. Tối hôm qua về khuya quá, sáng lên lục, không có. Sáng đi xe ngang phải gọi cho một đứa em, nói em đứng ngay chạy tới đường Nguyễn Thiện Thuật mua cho anh một cái sáo mắc nhất. Bạn ấy lừa mãi được một cái sáo 69 ngàn. Wow. Rồi anh tức tóc anh chạy lên liền. Nếu ở đây quý vị khán giả ở trường quay thấy rõ ràng đúng không, cầm đây chạy lên trở liền, nói em cầm cái sáo đi ra bảo đảm đẹp. Nhưng ngay lúc đó thì Thịnh mới nói anh ơi em hát không kịp. Ok, có đó hai câu sáo, anh mới nói liền Thịnh em ra em thổi một câu thôi. Thì đi ra tới câu thứ hai là phải chuẩn bị tâm lý để tập trung, dù sao cũng là thi cái giọng hát. Còn cái phần mà minh họa là để cho nó đẹp mắt và để cho nó cộng hưởng thôi. Còn anh xin lỗi, cái câu mà thấy em nhỏ xíu anh thương là lỗi của tôi. Lại nữa hả anh? Ý anh khác, là thấy em nhỏ xíu á, là anh Châu nó nhỏ con. À. Thì mỗi người sẽ là một cái cảm nghĩ. Nhưng mà anh phải khẳng định là lỗi của anh nha. Nếu như anh Nam anh hiểu sai cái ý thì là lỗi của anh Nam nha. Không không, chị Thục cũng hiểu sai đấy. Cho hai đứa hiểu không? Anh chị Thục cũng hiểu sai. Rõ ràng. Vậy là bị điểm trừ hay gì? Mình không sai, anh ấy sai. Mình không sai, anh ấy sai. Mà anh nghĩ là Khang nãy cũng nghĩ giống anh đúng không? Em nghĩ không đúng là anh trả nó. Không như thế này nè, em là em đều nghĩ giống như hai anh. Khang bình luận xong cái sao anh thấy đường đi nó quá xa luôn á Khang. Quá xa đúng không quý vị? Nên anh thấy là sau khi mà Khang giải thích xong thì anh biết ngoài bán chả cá ra còn bán thảo mai nữa. Nói là tại sao cái voice, cái giọng hát của Châu bắt thẳng vào, vì em hát bằng giọng thật nên cái rõ lời. Thịnh Nguyễn, trước đây em học cái gì? Dạ em chưa học. Chưa học nhưng cái cách hát của em anh lầm tưởng là em có học. Ừ. Vì có pha giả thanh trong đó chút xíu đúng không? Khi pha giả thanh vào, trừ những câu cao thôi, em mới được quyền đẩy cái mic ra xa. Tại sao anh Nam nghe không rõ? Cái mic em đẩy quá xa vào những câu thấp. Chứ thực ra là về phong thái và về tự tin, anh vẫn chấm Nguyễn. Rồi xong, đó là những lời giải thích của tôi. Cảm ơn. Cảm ơn chia sẻ của anh đã nói hộ cho các bạn. Thúc ơi, à, dạ. Mình có thích phần biểu diễn này không? Nói thật là em rất thích. Và em thích khi mà Đăng Châu ngồi nhiều hơn là đứng. Tại vì khi mà như anh Nam nói, cái hình ảnh một chàng trai mà ôm guitar ngồi hát rất là lãng mạn. Cái hình ảnh đó đối với chị Thục là nó rất là dễ thương. Chị Thục ngạc nhiên là khi mà biết là em chưa có học gì hết mà em hát rất là vững tâm như vậy. Chỉ tiếc là cái khoảng cách mà của em với microphone nó hơi xa, thì em chỉ cần rút kinh nghiệm lại cái đó thôi. Anh ạ, em nghĩ là nên ủng hộ cái hình ảnh này, nó dễ thương. Một người gọi là sao? Trái tim mềm yếu quay sang thuyết phục một người con tim yếu mềm mà. Bây giờ tới phiền Ly muốn phản bác tất cả nè. Hồi xưa Ly hay nói với các bạn fan là âm nhạc là thuộc phạm trù của cảm xúc. Cảm xúc của từng người cảm nhận nó sẽ khác nhau, nó không giống. Thì ở đây đúng là mỗi người có mỗi cách nghĩ. Ở đây nói về giọng hát trước ha. Chị nghe hai người hát, chị ghi cái chữ đây, thích à nghen. Đối với ai biết không? Đối với Thịnh Nguyễn. Có nghĩa là cái tiết mục này nó có chị có nhiều cái để chị nói. Thí dụ như là Châu, em hát ra cái hình ảnh của em thật sự là ôm cái guitar mà ngồi như thế, nó rất là đẹp. Và khi em hát ra đúng là cái giọng em nó bắt vào người ta trước. Thật sự là như vậy. Nhưng khi em biểu diễn vào bài hát, cái tiết tấu của em chị không thích bằng Thịnh Nguyễn. Nếu mà mọi người xem lại sẽ thấy cái cách Thịnh Nguyễn ra mà nói nhỏ xíu anh thương, nó không có giống của một người nam với một người nữ, mà nó ra một cái phong thái của một người đàn anh chững chạc. Tư, nhưng mà điều á là mình chỉ không cắt riêng một câu đó, mà nó còn là nhiều câu trước và sau. Đấy, nữa. Thì Ly mới nói đó. Là nếu mà nói, Ly không trách Nam được, là nếu mà tính theo nội dung bài hát, quý hiểu vị, không? Ly không trách Nam là được. Hai phe nha, quý vị. Chỉ hy vọng rằng nếu em vào vòng trong, em sẽ chứng minh cho anh Nam và Thục biết cái thực lực của em như thế nào. Và em giọng em cũng khẽ đa màu sắc lắm. Đâu có cần chứng minh cho chị Thục. Chị Thục nói hay mà. Không không, ý đúng là không? Chị nói cái thực lực này kia mọi thứ đó em hát không rõ. Và chị đang nghĩ anh Nam giùm em mà. Thực sự có lẽ chị thích cho nên chị nghe rõ từng chữ của em hát luôn.
Gọi hôm nay là đi. Xào xáo lắm. Rồi xin mời phe trung lập cho kết quả trước nè. Phe trung lập. Trung lập hả? Chọn hay không chọn à? Chị chọn nhá. Và chị nãy có năn nỉ nhỏ rồi không biết có được hay không nha. Chọn. Vâng, một tim. Xin mời phe vợ chồng trước thưa quý vị. Xin mời ca sĩ Cẩm Ly đưa ra kết quả. Dĩ nhiên rồi, một tiết mục mà tranh cãi như thế này là biết là phải chọn rồi. Chọn. Vâng. Ghê thiệt. Dương Đông kích tay vẫn chọn. Anh nghĩ là Nam bấm đi. Quyết định của anh Nam chọn hay không chọn. Tiết mục này nếu có đậu hay không đậu không thể được cả bốn. Hai em mỗi một bạn, mỗi cá thể thì đều có những cái ưu và cái khuyết. Nhưng mà lúc mà cộng hưởng trong tiết mục này thì nó chưa thực sự đã và bùng nổ. Xin phép anh Nam sẽ không chọn tiết mục này. Mà nếu như mà có chăng thì anh Nam sẽ muốn chọn một trong hai, ví dụ vậy. Đó, cho nên Nam sẽ không bấm chọn. Nếu một trong hai, Nam chọn ai? Nếu một trong hai á, thì bạn Đăng Châu vừa biết chơi đàn guitar và vừa biết chơi piano. Cho nên là đó là những cái điểm cộng thêm. Thì anh Nam có cảm tình hơn một chút xíu trong cái tiết mục này. Thì Thịnh Nguyễn cũng đừng buồn anh với cái chia sẻ này. Tuy nhiên là một mình anh thì sẽ không quyết định được hết. Đó, cho nên là hai em vẫn còn rất nhiều cơ hội ở phía anh Minh Vi. Vâng, cảm ơn anh. Nếu anh không chọn thì Nam sẽ cứu cứu Đăng Châu. Hai bạn này đã bấm rồi. Nếu anh không bấm thì Nam sẽ cứu Châu. Anh sẽ là người cứu Thịnh thì... Mà rắc rối quá, bất công. Bấm luôn đi. Đúng rồi. Cô lái đò ơi. Cô lái đò ơi. Dạ. Cô ơi, làm ơn cho tôi hỏi thăm, nhà cô Thương ở Bến Hạ ở đâu vậy cô? Gì không? Tôi tìm người quen mà. Anh là Thương. Thương. Chuyện tình đôi ta như thuyền xa bến đỗ. Anh đưa em về đâu trên suốt nẻo đường. Chuyện tình ngày xưa anh trách ai hững hờ, hay vì gian dối nhau mơ chuyện tình mai sau. Dòng đời trôi qua cho dù bao cách trở, anh ơi con đường xưa xa khuất nẻo hẹn hò. Giờ tìm ở đâu xanh thuở nào, có còn trong bóng ai những đêm về cô đơn. Còn gì cho nhau hay chỉ là nỗi nhớ xót thương phận mình. Sao tình duyên lắm phũ phàng nụ cười trên môi, hay lệ sau hoen mi. Sao còn nhiều trái ngang. Tình tơ chim bao nay thuyền xa bến đỗ. Chia ly nào hay ai biết được tình người. Chuyện tình hợp tan như sóng xô dạt bờ. Xin người thương hãy thương những kỷ niệm trong. Còn trong bóng ai những đêm về cô đơn. Còn gì cho
nhiều trái dô dạt bờ, xin người thương hãy thương những kỷ niệm trong ta. Chuyện tình hợp tan như sóng dô dạt bờ, xin người thương hãy thương những kỷ niệm trong ta. Đơn côi sắp trôi về đâu. Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với cặp đôi Quỳnh Vy và Đăng Nguyên trong một ca khúc Thuyền Xa Bến Đỗ. Rất là ngọt ngào đúng không ạ? Anh thấy em vẫn còn căng thẳng, Quỳnh Vy nha. Căng thẳng. Chị thấy em vẫn bồi hồi. Chị biết là cảm xúc em nó đang vẫn còn, mà chị không nghĩ là em nén như thế, em cố nén. Em không dám khóc. Sao không dám khóc? Em sợ em khóc em bị nghẹn hát không được. Mà sao hát bài này mà bị khóc? Có nghĩ đến chuyện gì không? Dạ em tưởng tượng. Chị rất là nể Quỳnh Vy luôn á. Vì khi mà em hát á, Em nén lại cái cảm xúc được mà em không bật khóc. Tài vô cùng luôn. Mà để đến cái cuối bài á, thì cái cảm xúc nó vẫn còn dâng tràn như vậy. Em không thoát ra khỏi được cái bài đó. Em cực kỳ giỏi luôn á. Phải rất là có bản lĩnh, mà vừa lại có rất là nhiều tình cảm ở trong cái đó, thì mình mới làm được. Người dễ khóc thì đúng là như em nói, khi mà mình khóc thì là khó hát lắm. Cũng khó có thể chuyển tải được cái bài hát đến cho khán giả. Người ta không có nghe được cái gì ngoài cái chuyện mình khóc. Một người hay khóc cho hay. Em cảm ơn chị. Mà sao lúc đó đó, đến gần cuối rồi á, em không cho bùng cảm xúc lên luôn, để những cái dòng lệ cứ rơi, để mình có một cái kết á, cho nó đông đầy luôn. Dạ khúc đó nó không ra được anh ạ. Cái chỗ muốn ra, cái chỗ mà lúc muốn ra thì em nó lại nén rồi, lúc đó muốn rớt nước mắt thì nó không có rớt được. Khó em ha. Lúc đầu á, em ra em đứng á, em có nhìn xuống đây, thế là em cười. Chị hơi thoáng sợ một tí xíu. Tại sao em lại cười? Chị sợ là em phải đặt vào bài hát là em bị phân tâm. Nhưng không, nhạc lên em vào nhân vật ngay. Cô bé này hát nghe dễ chịu vô cùng. Em hát rõ ràng, mộc mạc. Chị rất là thích cái phần hát và phần diễn của em. Nhẹ nhàng, êm ái nhưng len lỏi vào trong tâm hồn của người nghe, người đối diện. Nói về Nguyên, ở đây chị cười. Chị cười là biết sao không? Chị vui. Tại vì thật sự ra lần trước chị có nhắc Nguyên gì nhớ không? Dạ hát, em hát không có mở khẩu hình. Hoàn toàn em khắc phục được cái nhược điểm đó. Rõ từng lời luôn, nghe rất rõ và nghe nó rất là mộc. Cái cách diễn của em hôm nay cũng vậy. Nó ăn xăm vào cái bài hát đó. Về cái tâm trạng nó rất là hay. Chị rất là vui, vui vì cái sự tiến bộ của mấy em qua từng vòng. Nếu mà khắc phục được những cái nhược điểm của mình. Chỉ có một chi tiết. Lúc đầu á, Vy ra Vy đứng, Vy là cô lái đò phải không? Vy đứng đây và khi Nguyên đi ra, Nguyên gọi đò. Chị chỉ thắc mắc là cái hướng đứng thôi. Cô ơi, làm ơn cho tôi hỏi thăm, nhà cô Thương ở Bến Hạ ở đâu vậy cô? Anh là ai mà anh tìm nhà cô Thương có gì không? Tôi tìm người quen mà. Giống như là cổ đang bận rộn cho cái công việc gì đó đó, cho nên là cổ chỉ trả lời theo cái phép lịch sự vậy thôi, chứ không có phải là quay lại và nhìn cái người kia là ai. Cho đến khi là cái người kia tiến lại gần thì lúc đó mới quay lại để mà nhìn, mà bắt đầu tiếp cái câu chuyện đó. Cho nên là lúc đó thì mới nhận ra và đánh rơi chiếc nón. Đó thì nó cũng là cái hợp lý. Mình hơi thắc mắc là giống như là cái đò nó chèo như thế này, đi theo hướng này, mà cái người gọi này sau lưng nè, nhưng mà cô ấy không có nói chuyện, mà cô ấy không có nhìn. Cho nên là Ly nghĩ là chắc là nam muốn là để cho đừng thấy mặt nhau để bất ngờ. Nhưng mà nó cũng có một cái cách khác
là cũng như cũng thấy được á, cũng coi cho ngầm mặt đối diện nhau, nhưng mà đò nó ở xa, tức là đò từ xa gọi với thôi, cô lấy đò ơi vậy đó. Cô lấy đò này á, mắt tinh lắm cho nên là nhìn xa là thấy liền, có nghĩa là nếu mà mắt cận á thì ok, còn nếu mà không cận á là nhìn thấy sao. Đạo diễn đã cho việc sub cho đó rồi thì ok, tại cô mắt tinh tường quá. Dạ. Không bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần nhận xét của đạo diễn Hoàng Nhật Nam. Đăng Nguyên với Quỳnh Vy á, hôm nay diễn giống như hai cái người dân trong đời thường chứ không phải là hai ca sĩ trên một cái sân khấu. Cái sự mộc mạc á, trong cách diễn nó cho cái cảm giác của người xem như vậy. Những cái dáng vẻ khúm núm, gọi là nhọc nhằn bên cái chiếc nón lá, những cái tâm trạng bẽ bàng, những cái đó nó rất là khẽ khàng và từng chi tiết nó nhỏ thôi. Bước qua, đánh rơi, rồi lượm, rồi đưa, cầm những cái chiếc khăn tay, xong rồi giấu vội, từng thứ vậy thôi. Nó vừa phải, nó tạo một cái sự xót xa cho người xem, cho một cái chuyện tình. Thì hai em đã diễn, kể cả hình thể, kể cả cảm xúc, kể cả những cái câu hát, tất cả đều rất là hòa hợp. Thì đó là một cái điều rất là thành công. Chúc mừng hai em. Dạ, em cảm ơn anh. Cảm ơn chia sẻ của anh Nam. Xin mời nhà sĩ Minh Vy. Trong lúc tập á, Nguyên hay nói với anh là: anh, lỡ như tụi em có vào cho mấy Vy nát cây lương, phải không? Thì thôi hát câu cây lương đi. Anh hứa với em khi mình nên duyên nên nợ, thì một lá trầu xanh cũng nên giờ nên chồng. Nếu vào vòng trong thì em sẽ yêu cầu Nguyên hát cái gì? Anh Nguyên cũng có hát được cải lương nhưng mà chút xíu à. Chút xíu à. Chút xíu à hả? Chút xíu thì đừng nên. Tụi em nha. Có làm một cái ca cảnh cũng nổi tiếng là Chuyện Tình Lan và Điệp. Trọng tay cho Quỳnh Vy và Đăng Nguyên. Cảm ơn hai bạn. Dòng sông đầy nắng bờ đê đầy gió, anh gần mơ hồ như khói thuốc. Nụ cười em ai dòng cười thầm vang, thì thầm anh nói thưa dương khuya. Chưa đến ở đây mình em
Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với ca khúc Chỉ là giấc mơ, một sáng tác của Kim Ngọc với phần thể hiện của Song Ca Nam. Mời các bạn giới thiệu đôi nét về mình nha, mời em. Em tên là Duy Thanh và đang là sinh viên của trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật. Em ở Sài Gòn và năm nay em là 24 tuổi. Xin mời bạn tiếp theo. Em tên là Danh Siêu Kỳ và em đến từ Kiên Giang. Năm nay em 36 tuổi. Siêu Kỳ là em làm công việc gì? Hiện tại em đang làm công việc là thợ bánh mì, nhưng mà hôm nay thì hết rồi. Nhưng mà nếu mà em mê hát quá, tại sao em không đi hát luôn mà còn vẫn đi làm công việc là làm bánh mì? Tại vì nhà cũng khó khăn do cơm áo gạo tiền thôi. Đam mê thì em đam mê thiệt, nhưng mà ngoài cái đam mê đó em còn ba và mẹ và gia đình ở phía sau. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với chia sẻ của ban giám khảo. Này, xin mời ca sĩ Hiền Thục. Bài này là bài ai chọn ạ? Dạ là em chọn ạ. Có nghĩa là Duy Thanh nghe lời Suki Danh. Dạ, cũng không hẳn đâu ạ. Tại vì hai anh em cũng có bàn với nhau rồi. Và hai anh em cũng nói là ảnh sẽ có một thế mạnh khác và em cũng có một thế mạnh khác. Thì sẽ tìm một cái bài nào mà cả hai anh em đều hát được luôn ạ. Thì để mình thi với nhau. Khi mà em hát vô cái bài này thì cái giọng của em nghe như là của giới underground hát á. Em hát rất là tốt, làng hơi, đúng là có được trau dồi. Cái khúc kết là cái giọng của em bật sáng hơn, cái làng hơi của em dồi dào hơn. Đó là Duy Thanh. Còn Suki Danh thì như là em chia sẻ thì em lại không xuất thân như là bạn diễn của em. Em vì đam mê, thế cho nên là nó cũng có cái điểm khác nhau. Và vừa nghe là đã biết rồi, cái cục hơi của em yếu hơn và em hát cứng hàm hơn. Em hát vì cái bản năng và vì cái đam mê và vì cái tố chất tiềm tàng ở trong cái con người ấy, thì cho nên nó bộc phát bằng cái bản năng. Chị Thục thấy là em đang chú ý vào cái việc biểu diễn và thể hiện trên sân khấu nhiều hơn. Có lẽ là vì em biết em có thế mạnh về bên ngoài nhiều hơn. Em sáng sân khấu nha, bộ đồ em mặc rất là đẹp. Và em cố gắng em thể hiện trên sân khấu như là một người diễn chuyên nghiệp. Bởi vì một cái sân khấu hoành tráng như thế này và cái sự cộng hưởng của em với người bạn diễn của em tạo nên một bài hát nghe tròn trịa. Nhưng mà nếu có đi sâu vào, chị đề nghị bạn Duy Thanh, vì cái vẻ underground của bạn nên bạn cũng không có chú ý đến cái hình thể của mình lắm, thì đặc biệt chú ý hơn. Còn Suki Danh thì chị nghĩ là nếu mà có trau dồi cái làng hơi và em mở cái khẩu hình mềm mại hơn nha. Cảm ơn. Dạ, em cảm ơn chị. Chị Thục nhận xét rất là nhiều về giọng hát của hai em rồi. Thực sự thì chị cũng thấy giọng của Thanh khá là ổn. Em hát những cái đoạn thấp chị vẫn nghe được, nó rất là rõ. Còn cái phần mà hình thể bên ngoài thì đúng là một ca sĩ cũng cần có, sẽ hỗ trợ cho mình rất là nhiều. Còn như là Suki Danh nói, nếu mình vẫn giữ cái lửa đam mê đó thì Ly nghĩ rằng Danh sẽ rèn luyện mình nhiều hơn và mình sẽ còn có nhiều cơ hội hơn ở phía trước nữa. Cảm ơn hai bạn đã đến đây. Cảm ơn chị. Cảm ơn chị Cẩm Ly. Xin mời anh Minh Vi. Mình chọn luôn em. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với quyết định của ban giám khảo dành cho cặp đôi này. Chọn hay không chọn? Xin mời ca sĩ Hiền Thục. Chị chọn nhé. Một chọn. Xin mời chị Cẩm Ly. Chị rất tiếc là chị không chọn được. Không chọn. Anh chọn trước. Anh Minh Vi quyết định chọn. Nam cũng rất tiếc là anh Nam không có thể chọn được tiết mục này. Không chọn. Thưa quý vị, như vậy là với hai team thì điều đó có nghĩa là chúng ta chưa đủ để bước tiếp vào vòng trong. Tuy nhiên,
Chúng tôi vẫn muốn hỏi lại các vị ban giám khảo, quý vị có muốn trao cơ hội cho một người nào đó bước tiếp vào vòng tiếp theo? Tôi trước hết tôi hỏi hai người chọn nha, anh Minh Vi. Cả hai bạn này mỗi người có một thế mạnh riêng, anh không nỡ cứu một người, anh muốn vào vào một cặp, còn không có thì dắt tay nhau uống cà phê thôi. Chị Cẩm Ly. Nam. Danh Suki thì cũng là một người rất là đam mê, còn bạn trẻ Duy Thanh thì cũng rất là trẻ. Dĩ nhiên là mỗi giám khảo ở đây đều rất là băn khoăn khi mà giữ ai, chọn ai. Đó, nhưng mà anh cũng đồng quan điểm với nhạc sĩ Minh Vi, anh sẽ không lựa chọn ai để cho hai anh em có thời gian tâm sự để có thể sớm trở lại cuộc thi với một cái phiên bản tốt nhất của chính mình. Như vậy anh Nam không chọn ai cả. Chúng tôi xin hỏi chị Cẩm Ly. Chị muốn cứu Duy Thanh. Chị Ly cứu Duy Thanh. Bây giờ tôi phải hỏi ngược lại hai người còn lại. Bởi vì hiện giờ là chị đang cứu Duy Thanh. Hai người còn lại thì anh Minh Vi là không chọn ai cả. Nhưng Hiền Thục tôi chưa hỏi. Bởi vì hai bạn thì chắc chắn là không vào rồi. Chỉ có thể lựa một trong hai. Nếu phải lựa một trong hai, Hiền Thục sẽ chọn ai? Chị sẽ chọn Duy Thanh. Duy Thanh có hai team. Nếu anh chọn anh chỉ cứu Yuki. Như vậy chỉ còn có một team nữa, đó là anh Nam. Nếu anh Nam lựa chọn Duy Thanh thì Duy Thanh có cơ hội. Còn nếu như anh Nam không lựa chọn ai cả thì coi như cả hai cùng chia tay nhau. Xin được hỏi quyết định của anh Nam. Anh chọn Duy Thanh. Vâng, xin chúc mừng Duy Thanh, bạn đã có một sự lựa chọn để bước tiếp vào vòng trong. Uống chưa mấy suối nguồn lỡ.
nơi quê chưa đứt ruột mần răng biển cặn Chúng ta vừa đến với ca khúc Nhớ Quê, một sáng tác của nhạc sĩ Minh Vy với phần thể hiện của cặp đôi nữ trên sân khấu. Bây giờ chúng ta giới thiệu đôi nét về mình đi. Em thì xin tự giới thiệu, em tên là Phương Thủy. Em tên là Hoàng Như Quỳnh ạ. Và chúng em đến từ Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Thật ra lúc đầu tụi em không giới thiệu thì anh nghe dòng nhạc tụi em hát là cũng đoán ra là tụi em đến từ Học viện Âm nhạc Quốc gia rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đến với phần nhận xét của ban giám khảo. Xin mời ca sĩ Hiền Thục. Cảm thấy đẹp quá. Thì cái màu áo dài nó hòa quyện với lại cái background ở đằng sau. Ở mấy tập trước á, cũng có một cái cặp song ca, Minh Vy có nói á, là họ giống nhau 100% về giọng hát, về cách lấy hơi, về cách ngắt câu. Thì đây em thấy nó cũng tương tự giống vậy. Đây là một cái điểm tương đồng rất là quan trọng khi mà thi cuộc thi song ca này. Không có cái gì gọi là khuyết điểm. Biểu diễn cũng hay, người cũng đẹp, bài hát thì tuyệt vời. Dạ, cảm ơn. Xin cảm ơn ca sĩ Hiền Thục. Xin mời đạo diễn Hoàng Nhật Nam. Một cái bức họa đồng quê rất là đẹp. Và trong đó thì những cái sắc màu
của chiếc áo hòa với một cái màu trời lúc ráng chiều trong ảo ảnh khi mà hoài niệm về miền quê mẹ. Đó thì cái bài này anh nghe rất là du dương và thực sự là hai em hát những cái câu hát thể hiện cái não lòng, tưởng tượng ra những cái hình ảnh đó thì ôi thôi, một người con miền Trung như anh Nam cũng cảm thấy là rưng rưng và rất là nhớ về những cái tháng năm thơ bé. Thì trong cặp đôi này anh có cảm hơn một chút với Hoàng Như Quỳnh là em rất là hợp với cái bài hát như thế này, và cái giọng của em á là cái mang tính thổ trong đó nó rất là đậm nét. Lúc mà xuống những cái đoạn mà nặng ơi là nặng thì em thể hiện nó ra lắm, nghe là đúng là não lòng thật. Và những cái đoạn lên cao anh thấy là cũng tuyệt vời, những cánh hồng bay bổng tuyệt vời đã mờ con mắt chân trời đăm đăm. Đó là thơ đó hả anh? Em hết hồn luôn anh. Còn Phương Thủy, theo cảm nhận cá nhân của anh thôi, không xuất sắc và tròn trịa như là Hoàng Như Quỳnh. Nhưng mà điều anh nghĩ là Thủy cũng rất tuyệt vời với vai trò là một cái người đồng hành. Có những cái đoạn mà bè cùng với nhau vào thì giống như nhân đôi cái nỗi nhớ. Chúc mừng hai em với tiết mục này. Cảm ơn anh ạ. Xin cảm ơn anh. Chúng ta đã tìm thấy lại cảm hứng thơ văn của anh ấy rồi. Khi anh ấy nhìn thấy một cái vẻ đẹp nào đó thì lập tức anh ấy sẽ xuất khẩu thành thơ. Xin mời anh Minh Vi. Có học hành đàng hoàng nên anh khó hơn với tụi em. Toàn bộ phần ngâm thơ rớt nhịp ngoài hết. Tới phần hát đầu tiên em bị lụp chụp, anh ghi rất rõ là lụp chụp cái nhịp phần đầu. Nhưng vì tụi em có bản lĩnh về kiến thức âm nhạc rất chắc nên em kéo lại từ từ. Nhưng anh là người biết. Cho tới khi tụi em bình tĩnh hoàn toàn trở lại hết là bắt đầu từ điệp khúc. Sau giang tấu, tụi em nhập hồn vào cực hay. Anh xóa bỏ cái lỗi đầu luôn. Anh lại đánh thêm một cái điểm trừ nữa. Vào phần cuối cùng, nhạc chưa hết, người ta đang nhập hồn, người ta đang nhập tâm vào cái khung cảnh đó. Chưa hết nhạc, tụi em nhoẻn cái nụ cười liền. Sao tự nhiên mình thấy có lỗi với thí sinh quá? Ủa tại sao vậy? Không, mình đang vì hả? Hai bạn này tôi đặt niềm tin rất nhiều vào nên tôi phải nói không thể nào được một cái 4 chọn cho tất cả bài này. Vì anh khó để cho tụi em tiến bộ. Chính vì ca khúc này là bài hát của nhạc sĩ Minh Vi đã viết nên là chúng em cũng có phần lo lắng hơn. Đó, khi tại mà sao thể áp lực dữ vậy? Ok, rồi anh hết rồi. Vâng, cảm ơn anh. Thế còn đối với chị Cẩm Ly? Quỳnh hát bị nặng. Em hát em gần từng cái chữ nặng trong bài hát luôn. Không biết là do cái cách hát của em như thế cho nên nghe cái bài này nó rất là nặng. Em xuống những cái em nhấn nhá những cái nó nặng. Thì trái lại thì Thủy lại hát rất là nhẹ nhàng. Chất giọng hai em đều tốt. Nhưng mà trong bài này thì chị lại dễ chịu hơn đối với cái giọng của Thủy. Là bởi vì bài này là tâm sự của một đứa con. Chị muốn nghe cái gì nó rõ và nó nhẹ nhàng để nhớ về cái người mẹ mình ở quê nhà. Như anh Minh nói lúc đầu, chị cũng không hài lòng tụi em lúc đầu thì ghi rất rõ là sau giang tấu tụi em hát vào hơn và đặt để tình cảm nhiều hơn. Lúc đó giống như tụi em đã đi vào bài hát rồi, tụi em là nhân vật, tụi em hát rất tốt. Tụi em bị một cái lỗi đồng âm lúc đầu của trước giang tấu chữ xa xăm hai tụi em bị so le. Nhưng em lấy điểm lại chị câu cuối cùng hai tụi em kết rất đẹp, đó là câu miền Trung ơi. Tụi em rất đồng âm nhưng lại rất sáng ở câu đó. Nói chung là giọng đều tốt nhưng cũng kỹ cái phần ngâm của em. Lúc chị quay qua chị nói với ảnh em cũng bị lê thê phần ngâm đó, cho nên và cái hát của mình nhiều khi cũng nhẹ nhẹ tùy theo cái bài để mình đặt để cái cách hát của mình. Không thôi nó làm cho người ta cảm thấy giống như anh Nam, anh nghe anh nói não cả lòng luôn đó ảnh. Nói chung là chúc mừng tiết mục của hai bạn. Không okay. Thì thấy ok mang nén binh lại cho chút xíu, bắt đầu từ bây giờ nói chuyện nói bằng tiếng mẹ đẻ. Cho phép em xin được gửi lời chào tới tất cả 4 vị huấn luyện viên và tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình ạ. Em tên là Hoàng Như Quỳnh và bạn của em là Phương Thủy. Và chúng em đến từ quê hương Tân Kỳ, Nghệ An ạ. Cái đó là lý giải tại sao hơi nặng đó. Cách nói của bạn này nặng hơn đó. Thưa quý vị, và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần bình chọn của ban giám khảo. Xin mời đạo diễn Hoàng Nhật Nam chọn hay không chọn. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng đến với ca sĩ Hiền Thục. Dạ, Thục chọn. Hai chọn. Xin mời ca sĩ Cẩm Ly. Quỳnh hát bị nặng. Tụi em bị một cái lỗi đồng âm lúc đầu
chị muốn nghe cái gì nó rõ và nó nhẹ nhàng. Ba chọn. Xin mời nhạc sĩ Minh Vy. Không chọn. Đúng rồi. Khó. Hiền Thục nó không chọn. Tự anh nói, tại vì không thể nào 4 sao cho một chương trình. Không thể 4 sao. Vì anh sẽ treo. Anh treo đây để cho hai đứa nhớ. Xin được cảm ơn nhạc sĩ Minh Vy. Và một lần nữa xin được chúc mừng hai bạn. Cảm ơn hai bạn.
chào các bạn, tôi tên là Nguyên Khang. Năm nay 21 tuổi, tôi rất thích các bạn. Vâng. Xin được hỏi tôi vừa nghe tiếng ở đâu ạ? Hey, từ giám khảo Cẩm Ly à? 21 tuổi thì hơi bàng hoàng đi. Vâng. Em xin lỗi, em hơi giật mình đi xíu thôi anh. Đôi khi người ta vẫn còn ganh tị với lại cái tuổi tác của tôi. Vâng. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần nhận xét của ban giám khảo. Xin mời phần nhận xét của ca sĩ Hiền Thục. Đầu tiên là chị khen về cái tạo hình ha. Tụi em rất là đầu tư. Cái màn hình LED đằng sau tuyệt đẹp. Nhưng mà có lẽ là do cái bộ đồ kimono này nó làm cho tụi em hơi lỏng cộng một xíu. Và vì tụi em bối rối với cái tạo hình này cho nên là bạn bị quên lời bạn áo xanh phải không? Bạn hát nhầm lời. Chuyện tình chung thủy có em bên bờ sông vắng. Đường chiều bờ đê lối xưa kỷ niệm thiên tha. Chị nhớ đầu tiên là một người con gái đứng nghiêng nghiêng vành nón lá. Thì mà Nhật thì không có thể nào có nón là lá. Một người con gái đứng nghiêng nghiêng vành nón lá thì không được. Mà mình viết cái lời mới vào cái câu đó cũng không được, gọi là không tôn trọng tác giả. Thì cứ suy nghĩ hoài để né. Thì bắt buộc phải lấy câu đầu tiên, cũng là cái đại ý nó gần giống như là cái nội dung của cái lời mình muốn đổi là chuyện tình chung thủy có em bên bờ sông vắng. Mình lại hát câu đó hai lần. Ok, hợp lý. Và cái thứ hai là một cái bài hát song ca đó, vì đây là chương trình tuyệt đỉnh song ca thì cần tụi em giao lưu với nhau. Tụi em có cái kỹ năng hát đôi. Hát đôi có nghĩa là phải diễn đôi chứ không phải là một mình bạn. Chị mong là lần sau nếu mình có trình diễn bất cứ bài nào, bất cứ với ai, mình có một cái sự đối đáp thì nó hay hơn. Cảm ơn các em. Dạ em cảm ơn chị. Cảm ơn nữ ca sĩ Hiền Thục. Hình như bài này thuộc từ khác rồi đúng không? Dạ có, nên là em hỏi kỹ cái lời, đúng. Dạ. Bây giờ chúng ta sẽ đến với chia sẻ của anh Nam. Cái bài này đã trình diễn rất nhiều lần và có nhiều giọng ca nổi tiếng đã trình diễn thành công. Nhưng mà lần này mang đến sân khấu tuyệt đỉnh song ca với một cái phong vị của một đất nước hoa anh đào để mà thổi hồn vào để cho bài hát được mang đến một cái phong vị mới. Nhưng mà dĩ nhiên anh nghĩ là các em bình thường không có quen nhiều với vũ đạo cũng như là di chuyển và đặc biệt là với trang phục này có thể là mặc lần đầu như giám khảo Hiền Thục có nói, cho nên là các em sử dụng những cái quạt cầm tay này kia nó vẫn chưa điêu luyện. Đó, nó vẫn còn hơi vụng về. Đó, rồi mình đi trên cái đôi guốc này nữa. Hai em cũng có cái sự cố gắng đó chứ không phải là không. Đó, nhưng mà nó cũng có phần cản trở các em nhiều trong cái phần hát. Và ngoài ra về giọng hát á, thì anh muốn là khi Mộc Anh hát thì nó phải là chất của một cô Mộc Anh. Khi Khánh Linh hát thì sẽ là chất của cô Khánh Linh. Nhưng mà hai em chưa có tạo cái màu sắc khác biệt nhiều giữa hai bạn khi hát cùng một bài hát. Ví dụ như luyến lấy cái cách xử lý câu hát và cái giọng hát để cho nó tạo cái sự khác biệt để người ta nhớ mình. À, mình là cô Geisha màu đỏ, mình là Khánh Linh. Mình là cô Geisha mặc áo màu xanh, mình là Mộc Anh để mọi người nhớ. Nhưng mà tổng thể tiết mục này là một tiết mục đẹp về phần nhìn. Phần nghe thì cũng tròn trịa. Nó cũng chưa bùng nổ và chưa gọi là thăng hoa rực rỡ thôi. Nhưng mà anh nghĩ là các em cũng đã làm tròn vai của mình. Chúc mừng hai em. Dạ, em cảm ơn anh. Thực ra thì đúng là như Nam nói, mặc bộ đồ nó sẽ bị vướng vào vòng thứ hai. Cái mà chi phối nhiều đó là cái quạt. Nhưng mà nếu như mà các bạn mà tự tin hơn á, chúng ta có thể chuyển cái quạt qua bên tay phải chúng ta, nó sẽ dễ, em sẽ dễ điều khiển hơn, tay chân nó sẽ nhẹ nhàng và nó uyển chuyển hơn. Nhưng mà chị biết tụi em không dám là bởi vì không có sợ không chuyển micro kịp để mà hát. Cho nên tụi em bắt buộc phải cầm tay trái. Thì tay trái lúc nào nó cũng bị vụng về hơn. Cho nên nó bị lận khận về hai cái vấn đề đó thôi. Cái quạt của con hư nhất là đoạn cuối cùng. Bữa này Linh nó đã để rồi. Đứa này không được. Còn bác đẹp xuống. Đổi. Lên, đưa qua đưa lại. Riêng cái động tác nó xong là con đổi tới 5-6 lần. Đúng không? Tất nhiên là cái đó đã hát xong rồi. Thì cái đó là mình rút kinh nghiệm. Còn về phần hát cũng ra tinh thần đó nha. Rất là tinh thần. Tất nhiên là cái nội công, cái bề dày thì hai đứa chưa có. Nhưng mà về tinh thần theo tiết tấu nhạc, về tinh thần theo cái bản phối thì hai đứa đã làm được. Vậy thôi, chú đang nói công bằng và giải thích cho tất cả các giám khảo đây nghe. Xin chúc mừng tiết mục của hai bạn. Rất chi tiết đúng không ạ? Rồi, cảm ơn tụi em rất nhiều. Nào, bây giờ mình về đi nè. Thank you.
tôi nhầm ngày thi sắp tới nên tôi chưa trả lời. Hôm nay xong hết rồi tình bạn xong trong tôi, thư này thay câu nói. Hùng ơi bọn mình chung lớp chung vui, thời gian vàng son ngắn ngủi qua rồi, buồn nghiêng giấy mộng mực xanh chưa trả cho thầy. Mười năm hao giấy viết mòn bàn. Như chiều mưa đổ mưa đông, đường khuya hun hút ngõ sâu, mình ba bốn đứa tâm sự đêm thơ. Thư viết còn nhiều những thôi, ngày gặp nhau sẽ nói thêm tâm tư. Cho anh đường mây nhiều mây yên vui yên lành, chưa nghiêng giấy mộng mực xanh gói cả chân tình nhờ khu bưu chính bác cầu về anh.
Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với Lá thư đô thị, một sáng tác của Tuấn Lê với phần thể hiện của Song Ca Nam. Bây giờ chúng ta sẽ cùng làm quen với hai bạn. Xin mời các bạn giới thiệu đôi nét về mình. Em là Bảo Nguyên, em là một ca sĩ tự do. Chàng trai tiếp theo, mời bạn. Em tên là Thanh Đăng và hiện tại là em 26 tuổi. Em đang đi học trên thành phố Hồ Chí Minh ạ. Em còn đi học, là em học gì trên đây? Dạ, em đang học bên thạc sĩ anh. À, chuyên ngành gì? Dạ, mỹ thuật. Mỹ thuật. Đăng có học bên ngành hát không? Dạ, em có học nhưng mà em học ngoài anh. Không dạ. Học trường lớp chính quy nhưng mà mình học dạ. Thêm ngoài. Dạ. Khuyết điểm hiện tại ở đây đang nhiều nha. Cả hai bạn có mấy cái từ mình còn bị tiếng vùng miền á, nguyên á, riêng nguyên thôi. Chứ còn cái đồ ngọt thì em có, đồ luyến lấy có, thì anh chi tiết thôi. Cái hòa quyện của hai bạn hôm nay có, nhất là cái đoạn sau có cái độ bắn lên để cho nó cao và làm một cái kết khác đẹp, thì cái đoạn đó hai em làm rất là tốt cái đó. Rồi thôi anh nhường tiếp, anh chia sẻ nhẹ. Chị Thục ấy chưa thấy được cái hòa quyện của cái bài này trong cái cách biểu diễn của hai người. Nó làm cho chị Thục khi coi rất là bị phân tâm, không thể nào tập trung vào cái tiết mục biểu diễn hết. Một cảm giác hơi hoang mang. Dạ, hoang mang. Anh Nam cũng đang hoang mang khi nhận được lá thư đô thị. Trong hai bạn, anh muốn nói với Bảo Nguyên trước. Anh thích cái chân chất trong giọng hát và nó cũng có cái nét đặc sắc của riêng Bảo Nguyên. Anh cũng rất chăm chú lắng nghe từng phần hát từng bạn, nhưng mà bạn Bảo Nguyên thì anh thấy là bạn có cái chất gọi là trong giọng hát. Tuy nhiên là chắc là bạn cũng chưa gọi là rèn luyện nhiều, cho nên là bạn vẫn chưa có thể sử dụng được giọng hát mà trời phú cho mình á. Cái đó là cái anh cảm nhận. Nhưng mà cái thiện cảm dành cho cái chất giọng của Bảo Nguyên là có đó. Nhưng mà điều em chưa phô diễn được hết, cho nên là cái bài nó cứ trôi, và những cái phát âm đó, cho nên là nó cũng làm cho cái ý tứ của bài hát nó cũng bị phân vân cho người nghe nữa. Về phần của Thanh Đăng thì Thanh Đăng thì có phần nhỉnh hơn và cũng bản lĩnh sân khấu hơn. Cái giọng hát của Thanh Đăng cũng là một giọng hát đẹp, hay và cũng tạo được cái ấn tượng. Tuy nhiên là do hai người kết hợp nó vẫn chưa thực sự gọi là nhuần nhị, nó ăn ý. Chính điều đó cho nên là cái cảm xúc đem đến cho khán giả và giám khảo thì nó chưa được đủ đầy cho lắm. Thì đó là cái cảm giác chung của anh. Cảm ơn hai em. Chị nghĩ mình đi đến bình chọn luôn rồi, tại vì ban giám khảo cũng nói gần như hết ý rồi. Chúng ta sẽ đến với bình chọn của bốn vị giám khảo. Xin mời đạo diễn Hoàng Nhật Nam. Xin lỗi anh Nam không chọn tiết mục song ca này. Không chọn. Xin mời ca sĩ Hiền Thục. Chị Thục không chọn, nhưng mà nếu cứu được một người chị sẽ cứu. Không chọn. Xin mời ca sĩ Cẩm Ly. Tính trên phần trình diễn của tiết mục song ca thì chị xin lỗi, chị không chọn được. Xin lỗi hai bạn. Không chọn. Như vậy là chúng ta có 3 không chọn. Chứ chọn 2 anh không chọn được. Như vậy là không chọn. Nếu không chọn thì chúng tôi xin hỏi lại một lần nữa với quý vị ban giám khảo là chúng ta có muốn chọn một trong hai không ạ? Nếu được cứu, chị sẽ cứu Thanh Đăng. Không phải là bạn kia không đủ điều kiện để cứu, nhưng chỉ được quyền cứu một người thôi, nên chị sẽ quyết định cứu Thanh Đăng. Xin mời Thục nhấn nút. Một tim cho Thanh Đăng. Xin mời đạo diễn Hoàng Nhật Nam. Anh có muốn cứu không? Thanh Đăng nếu nhận được cơ hội này thì sẽ phải rút kinh nghiệm từ cái lần này, và lần sau kết đôi với một người mới thì em sẽ tỏa sáng hơn. Hai tim cho Thanh Đăng. Xin mời ca sĩ Cẩm Ly. Chị sẽ góp thêm một tim để cho em có cơ hội, nhưng vào vòng trong em phải nỗ lực nhiều hơn nữa em mới có thể đi đường dài nhé. Ba tim cho Thanh Đăng. Xin chúc mừng bạn. Bạn sẽ bước tiếp vào vòng tiếp theo. Tuy nhiên tôi vẫn muốn lắng nghe sự lựa chọn của nhạc sĩ Minh Vi. Thôi anh bấm một cái để ủng hộ cho Nguyên, chứ mà thật ra là Đăng được vào rồi nha Nguyên. Thưa quý vị, như vậy là chúng ta chúc mừng Thanh Đăng, bạn có 3 sự lựa chọn. Và rất cảm ơn Nguyên đã đến với chương trình. Cảm ơn Nguyên nha. Bao nhiêu mảnh đất thân mà đã...
tươi không ngại đau mê con cây đắp hồ xây đắp ta nuôi dòng nước ngọt để đàn hương nhỏ tắm mát quanh năm ruộng đồng ta thỏa mơ ước bao ngàn năm kè gù la đê vùng đá bạc đồi núi lô nhô những dòng suối nhỏ theo sông về với biển bỏ đồi hoang lại trong nắng trong mưa để người nên cổ như đất kia cằn Vâng, xin cảm ơn hai anh chị với ca khúc Người đi xây hồ kẻ gỗ. À, hai anh chị giới thiệu đôi nét về mình đi, hai anh chị tên gì và đến từ đâu ạ? Tôi tên là Đoàn Văn Dũng, năm nay 42 tuổi, tôi đến từ quê hương Thái Bình, làm việc sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Dạ. Anh đang làm công việc gì anh Dũng? À, dạ vâng, em sản xuất kinh doanh tự do, cả hai vợ chồng. À, đây là chị nhà anh hả? Dạ. Ô, vâng. Hai anh chị dẫn nhau đi thi cuộc thi này luôn. Dạ, đúng rồi. Không biết quý danh của chị tên gì chị? Dạ, em tên là Nguyễn Thị Nhung ạ. Em năm nay 36 tuổi ạ. Cũng cùng quê với chồng ạ. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần nhận xét của ban giám khảo cho tiết mục này. Chúng tôi xin mời anh Minh Vy. Cho em hỏi lúc anh casting cặp đôi này có điều gì thú vị không? Xong thú vị. Dễ thương mà. Dạ. Cho xin chúc nhạc trữ tình. Ồ. Hai em đến đây có thử sức đam mê, có thỏa niềm đam mê và đã được đam mê. Cặp này dễ thương lắm nha. Trong quá trình tập thì người chồng vẫn là người trụ cột trong gia đình mà. Có nói là anh ơi, có khi anh cho em về đi, rồi nếu được thì để vợ em ở lại. Người chồng nói trước, anh xin lỗi nói câu này, hai em không chắc về nhịp, nhưng mà anh chọn hai em vì cái tinh thần tuyệt đỉnh song ca mà hai vợ chồng cùng đi thi không có. Nên anh chọn để cho hai em thỏa cái niềm đam mê, vẫn hòa âm một bài mới tinh, tốt, hay cho hai em. Và anh nghĩ là đây cái lần kỷ niệm của hai vợ chồng đứng trên sân khấu rất dễ thương. Giống như anh Minh nói, cái dễ thương là hai vợ chồng cùng đồng lòng với nhau, cùng đam mê. Đó là một cái kỷ niệm là không phải lúc nào mình cũng có được, nó cũng rất là hay. Hai người đó thì là tôi thấy được cái sự vui vẻ, cái sự dễ thương. Khúc cuối thì mình có hơi trật một chút, đến nỗi mà chị Cẩm Ly là người điềm tĩnh nhất á, mà phải đưa cái tay nhịp lên trên bàn là kiểu là giữ nhịp, tại vì khúc sau thì nó càng dồn dập lên thì mình dễ đi trật cái nhịp. Cũng không sao, vì là mình đã rất là dễ thương. Có thể là mọi người ở đây không bấm nút chọn, nhưng mà Thục chọn từ đầu luôn, bởi vì cái sự dễ thương đó. Thục chọn luôn nhá. Khang đừng hỏi em nữa nghe. Tôi sẽ hỏi đạo diễn Hoàng Nhật Nam. Mời anh. Bản hòa âm phối khí của cái bài hát này rất là dễ thương, thể điệu van. Và đó cũng là một cái cố tình ý của nhạc sĩ Minh Vy
dành cho cặp đôi của anh chị, để giống như vợ chồng được khiêu vũ trong một cái điệu van một lần trên một sân khấu rất là rực rỡ như thế này trên sóng truyền hình, để mình thỏa cái niềm đam mê ca hát. Hy vọng rằng là hai anh chị sẽ tiếp tục giữ lửa đam mê, và thì thôi hai người hãy ôm nhau đi, ôm nhau bây giờ và thể hiện cái tình cảm để chúc mừng cho chúng ta đã hiện diện ngày hôm nay. Đó là một cái chiến thắng lớn nhất của anh chị. Xin cảm ơn. Cảm ơn anh em. Em có một câu hỏi hơi khó, để giờ em suy nghĩ hoài, em muốn hỏi anh trước khi mà ban giám khảo đưa quyết định á. Giả sử cuối cùng thì ban giám khảo quyết định chọn chỉ có mình anh là người hát hay bước vào vòng trong, mà chị là người không được chọn, thì quyết định của anh sao? Nếu mà được thì nhường lại cho bà xã. Thì ủa, ban giám khảo chọn anh mà nhường cái gì? Quyết định mà không thay đổi được thì em xin nhận. Trong ánh mắt của MC Nguyên Khang và khán giả ở đây, tôi cũng mong câu trả lời là thôi, vợ tôi mà về rồi tôi không còn tâm trí nào tôi thi nữa, tôi phải về với vợ thôi. Là 10 điểm. Nói chung là anh cũng rất là dễ thương. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần quyết định của ban giám khảo cho phần thi vừa rồi. Chọn hay không chọn? Xin mời đạo diễn Hoàng Nhật Nam. Nam chọn anh chị ở trái tim ở đây, chứ không phải trái tim ở trên màn hình. Không chọn. Hiền Thục thì tôi biết rồi, không chọn đúng không ạ? Rất tiếc. Ủa sao vậy? À quên chọn. Thưa quý vị. Trời đất ơi. Thì ấn đi. Em ấn nè. Vâng. Một chọn của ca sĩ Hiền Thục. Vâng. Tiếp tục mời ca sĩ Cẩm Ly. Xin lỗi, em rất tiếc em không thể chọn được. Rất tiếc không chọn. Và cuối cùng nhạc sĩ Minh Vi, mời anh. Anh ghi nhận hai đứa em. Từng chiều nguyện mong ước vẫn đó.
vội hỏi nhìn phương xa, đợi chờ một chút mưa cho đôi mình được đứng bên nhau thật lâu. Giờ trên từng bước chân cuộc đời, anh đã có một người để ngóng chờ. Em đã nhìn thấy anh trong đời, nhìn thấy anh và sẽ bên người mãi mãi. Đạp xe nơi sân trường, tóc em buông dài, lặng tình anh ngóng trong đất lâu. Người ngẩn ngơ đứng nhìn đánh rơi nụ cười, rồi em sao xuyến chợt nghe vu vơ. Nụ cười em cho anh ngàn mơ ước, từng chiều em mong ngóng vẫn đó nơi hàng cây già, đời nhau vu vơ. Anh mang tên em trong giấc mơ, rồi mùa thì chợt đến, vội hỏi nhìn phương xa, đợi chờ một chút. Rất là dễ thương. Cô giám thị đã thấy tụi em rồi. Thầy giám thị hay cô giám thị? Cô giám thị đứng đằng kia kìa. Không thấy, thấy thầy giám thị lên thôi à. Không, em là bạn của Minh không, Khôi. Không nên. Thầy giáo thì được, đừng làm bạn kỳ lắm. Không chị đi. Thật ra tụi em học mình đừng phá nát cái khung trời mộng mơ của tuổi học trò nha. Ok, thôi mọi người cứ ganh tị với sự trẻ của em. Này cậu. Mình thấy cậu đáng cậu yêu đấy. Vâng. Mình cảm ơn bạn. Cậu có cái nét tinh nghịch dễ thương. Nhưng mà cậu biết không, có một cái chi tiết làm tớ cười sặc sụa phía bên dưới. Cậu biết là chi tiết nào không? Đó là chi tiết mà cậu nhẹ nhàng đến bên cạnh cô gái, cậu giật cái cặp mình tưởng ăn cướp đó. Nhưng rất dễ thương, rất đáng yêu. Bạn nữ lần sau bạn đừng nhẹ dạ cả tin nha. Dạ. Giật lại cái cặp, biết đâu trong đó mất là không đi học được đâu. Ok bạn. Ok, cảm ơn rất nhiều. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần nhận xét của các thầy cô của trong trường. Mời cô Tư. Dạ. Yeah. Cô mê quá chịu không nổi. Cô hỏi đi, cô cười tẩm tỉm miết à. Trời ơi, thiệt tình á. Cô nhớ là đợt trước á, cô có nói rằng năng lượng của hai em á rất là mạnh luôn. Và đặc biệt á là có nhắn nhủ một lời đối với Mỹ Tuyên, phải không? Nhớ mà lúc mà nói là khi mà bạn hát là bè phải bớt lại, đừng có quá, phải không? Nhớ không? Thì bữa nay biết tiết chế rất nhiều. Đấy, đó là nói là có nhớ bài, phải không? Còn Khôi, cô dùng từ là ống lụ khụ như ông cụ vậy đó. Nhưng mà nó rất là dễ thương, nó có một cái gì rất là đáng yêu. Thì hôm nay nó còn đáng yêu gấp mấy lần luôn á. Lúc mà bạn chạy từ xe đạp mà từ đây mà vòng qua bên kia kìa. Nói chung mà từng cử chỉ nó vẫn là, chị vẫn nói nha, nó lù khù nhưng mà nó rất là dễ thương, nó rất là thật, nó đẹp lắm. Rồi lấy bông rồi khều khều rồi tất cả mọi thứ nó rất là đáng yêu luôn. Và cái mặt nó tươi, nó rạng ngời lên. Và đặc biệt là bữa nay hát rất là hay, chuyển giọng liên tục ha, chuyển giọng rất là mượt luôn nha. Em chuyển giọng từ thật qua giọng gió, em chuyển rất những cái đoạn cao nhưng rất nhẹ nhàng, rất dễ chịu, rất là học sinh luôn. Và bắt đầu chuyển tông nữa. Và đặc biệt cô bé này hôm nay hát cái bè rất là khó nha. Tụi em rất là bản lĩnh và rất là hay, rất là dễ thương. Và làm cho chị sống lại cái hội học trò nó quá là đẹp đi. Hy vọng nếu mà tất cả mọi người đều đồng thuận á, mà tụi em được đi vào, chị rất là muốn coi một cái khía cạnh khác nữa. Bữa trước là bùng nổ ha, dễ thương bùng nổ. Hôm nay thì rất là đáng yêu. Nhưng mà giá như Tuyên ơi, em nũng nịu, em ấp tới xíu nữa dễ thương. Tại vì anh này anh cua, anh đáng yêu quá. Nói chung là chị thích tiết mục này quá đi. Chúc mừng hai đứa.
Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với cô Hiền Thục. Lâu lắm rồi chị mới thấy một cái bài mà nó tươi mới, nó hân hoan như vậy. Mà khúc mà tụi em đi ra nó cute mà cá tính lắm. Mà chị sợ nhất là gì biết không? Khi mà em chạy cái xe đạp ra đó, đến lúc mà gần hát em gạt cái trống nó không xuống. Trời ơi chị sợ quá. Chị sợ là em ngã cái xe em hát luôn. Tại vì chị thấy em gạt mấy lần rồi nó không xuống. Đối với ai chứ đối với em, chị nghĩ là nếu mà nhạc tới mà em gạt không có chống, chị bảo đảm là em sẽ cho cái xe nằm xuống để em hát đó, thôi. Em sợ, có thể xử lý được hết. Em sợ cái khúc mà nó nằm cái chiếc xe xuống á. Không sao hết. Xe của ban tổ chức em có thể là để cái rầm xuống cũng được, không sao hết. Có cơ hội cho nhà sản xuất mua xe mới em, chứ để xe cũ quá. Xe mới nó không dễ thương bằng xe cũ. À, thế còn với đạo diễn Hoàng Nhật Nam, nó khiến cho anh có bồi hồi cái thời anh đi học không? Hoàng Nhật Nam thú thật á là hồi trước á, hồi cấp 3 là không có được giống như Minh Khôi đâu. Tức là cũng thích những cái người bạn gái nhưng mà không dám thổ lộ một cách gọi là mạnh mẽ như thế này. Hôm nay anh thấy rằng là cái phần diễn và phần ca của cả hai em đều rất là vừa vặn, đều rất là đông đầy, rất là dễ thương. Nhưng mà có một cái chi tiết nó bị mất cái phần hình đi. Cái cặp giá như mà mình lấy xong rồi lúc mình về chiếc xe đạp đó, mình móc lên chiếc xe đạp cái cặp để mình, cái tay mình còn lại mình cầm mic, tay kia mình cầm bông hoa. Xong sau đó thì là mình tặng bông hoa và mình nắm tay bạn. Thì cái nắm tay đó là giống như kết quả cho một chuyện tình đã bắt đầu chớm nở. Đó thì lúc nãy cái cặp đã che rồi. Đó. Và em hơi lúc nãy cũng hơi lúng túng để phải cầm cái đó để che giữa hai người đó. Thì nó hơi bị lấn cấn một chút. Nhưng mà anh nghĩ là cái đó chỉ là một cái tiểu tiết, mọi người sẽ không có để ý rõ đâu. Đây sẽ là một cái cặp đôi tạo nên những cái sự thú vị bằng cái sự trong sáng và hồn nhiên của mình. Chúc mừng hai em. Bây giờ xin mời chia sẻ của nhạc sĩ Minh Vi. Mỹ Tuyên, cái phần đầu con hát chưa rõ lời một vài chỗ, còn Khôi hát rất là rõ lời nha. Về cái hồn nhiên, cái nhí nhảnh là tụi con, chắc tụi con cũng vừa mới ra trường nên con quay lại rất là nhanh. Bây giờ kêu chú với cô mà diễn lại này căng à. Và cái bài này rất là hồn nhiên rồi. Thì hôm qua là chú bên Nam có dựng một khía cạnh khác của cái bài này. Nhưng mà thống nhất nhau cuối cùng sẽ chọn cái khía cạnh này. Đúng không? Thì chú muốn chỉ coi là tặng thôi cho người ta 1 phút 30 cuối của một khía cạnh khác. Còn nhớ không? Dạ nhớ. Đó, nó rất hào hứng. Và bây giờ kịch bản Nắng Sân Trường, màn 2, cảnh 2 với một kết thúc hoàn toàn bất ngờ. Camera, action, diễn. Đạp xe nơi sân trường, tóc em buông dài, lặng thinh anh ngóng trông đã lâu. Người ngẩn ngơ đứng nhìn đánh rơi nụ cười, rồi đang sao xưa chợt nghe vu. Một lần bên em hỡi, nắng gió sân trường vui đùa, ngồi tựa vai nhau anh đưa em qua bao con phố. Và anh nói thật dịu dàng rằng đã yêu rất lâu rồi, nụ cười em cho anh ngàn vạn ước. Từng chiều huyền thầm thơ vẫn có nơi hàng cây già, đời nhau vu vơ anh mang tên em trong giấc mơ. Rồi mùa thi chợt đến bồi hồi nhịp phương xa, đợi chờ một chút mưa cho đôi mình được đứng bên nhau thật lâu. À, mất nghe rồi. Thưa quý vị, đây là kịch bản tiếp theo của câu chuyện Kẻ Cắp Gặp Bà Già. Vâng, phải nói là một cái khen cho Minh Khôi là bạn giữ của rất kỹ. À, nhất định không buông cái cặp, nhất kẹp định cái không nách cái cặp, cho quý vị vẫn kẹp cái cặp vô nách. Tôi phát hiện ra cái cặp này rất quý báu. Tại vì nếu như mà mình ở sâu trong câu chuyện á, thì là cái cặp này là của của người ta mình thích, cho nên là mình phải giữ cho nó thật là kỹ. À, vâng, chính vì em kẹp cái cặp đó mà tụi anh cười suốt đó. Vâng, một lần nữa xin được cảm ơn Minh Khôi và Tuyên, hai bạn đã thể hiện rất là đáng yêu cái tiết mục này. Cảm ơn tụi em rất nhiều.
những dại khờ thế thôi. Có những con đường bé nhỏ, có những lần hẹn nơi đó. Thế thôi. Mưa rơi góc phố, mưa rơi ướt tóc em rồi. Anh sao xuyên cơn mưa như rơi, cố ý cơn mưa cho ta đứng bên nhau hôn nhau đi hết thôi. Bờ hồ lại sát bên nhau nhé, và ta lại nắm tay nhau, và ta lại bước chung đường, và ta bên sẽ mãi yêu em, sẽ mãi bên em, sẽ luôn giữ em bên anh không để mất em. Thế thôi, thế thôi. Có những nụ cười bé nhỏ, có những tình yêu bé nhỏ, có những dại khờ thế thôi. Có những con đường bé nhỏ, có những lần hẹn nơi đó. Thế thôi. Mưa rơi góc phố, mưa rơi ướt tóc em rồi. Anh sao xuyên cơn mưa như rơi, cơn mưa cho ta đứng bên nhau hôn nhau đi hết. Thế thôi, bờ môi lại sát bên nhau nhé, và ta lại nắm tay nhau, và ta lại bước chung đường, và ta bên nhau mãi. Thế thôi, tình yêu nhỏ bé đến như thế, và anh sẽ mãi yêu em, quý vị. Chúng ta vừa đến với ca khúc Thế Thôi, một sáng tác của nhạc sĩ Dương Trường Giang với cặp đôi fashionista của chúng ta trên sân khấu. Bởi vì cái cách ăn mặc nó quá là dữ dội. Bây giờ chúng ta sẽ làm quen với hai bạn nhé. Dạ, em xin tự giới thiệu, em là Công Minh, em đến từ Kon Tum. Hiện tại thì em đang sinh sống làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài đi hát ra thì em còn là quản lý. Thế hôm nay điều gì đã khiến em trở nên lột xác như thế này? Bộ đồ này ở đâu ra? Dạ, bộ đồ này thì em đặt xong rồi em phối lại. Vâng, hay quá.
Bây giờ chúng ta sẽ đến với team lấp lánh. Mời em. Em tên là Lê Đình Long và em đến từ Bình Dương. Năm nay em 21 tuổi và công việc hiện tại của em là đều liên quan đến âm nhạc ạ. Xin cảm ơn ạ. Là em làm gì cụ thể? Hiện tại em đang đi hát tất cả các show. Nếu mà có mời mình là mình đi hết. À, tức là thiên về hát đúng không? Dạ, đúng rồi ạ. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến phần nhận xét của ban giám khảo dành cho cặp đôi lấp lánh và lồng lộn này. Xin mời chị Tư Cẩm Ly. Em thấy chị có vẻ hơi lo lắng. Chưa ổn lắm cho nên ạ. Gì ạ? Không. Để coi cái áo đen đó anh bận được không? Cái áo nào? Cái áo đen cái áo đó này hả? Anh bận thì anh phải mặc cái áo màu đen trên trong. Chứ anh mặc cái lưới, mặc cái hộp như thế này là khó lắm. Nó ngứa nữa. Dạ. Cái này chắc hợp với bạn Việt Nam á. Hợp với bạn Việt Nam. Trời, Hoàng Nhật Nam chưa bao giờ mặc đồ lưới mà lấp lánh đến như vậy. Cô Tư, cổ công nhận, cổ đồn thổi như thế nào á. Bữa nay cổ không thương tôi như hồi xưa nữa. Không có, tại vì anh Nam, anh đã từng lên sân khấu, anh biểu diễn rồi, anh hát. Trời ơi, máu lửa lắm, y chang vậy luôn đó. Nhưng mà chưa mặc áo lông như vậy. Thì thiếu bộ đồ thôi đó. Bộ đồ dữ dội quá. Dạ đúng rồi. Theo thời gian mọi thứ sẽ thay đổi. Xin mời chị Tư có tiếp tục ạ. Mời chị nhận xét ạ. Chị xin lỗi nha, trong đây ghi em là Minh Hồ. Nhưng hồi nãy em giới thiệu em là không phải Hồ, cái dạ, gì Minh. Công Minh. Dạ bây giờ chị gọi em là Minh Hồ hay Công Minh đây? Dạ em xin chia sẻ một chút là 2 năm trước thì em đã có gặp cô Cẩm Ly rồi. Nên là em muốn gọi Công Minh để có thể cô nhớ đến em. Cái quan trọng là em đang dùng nghệ danh nào? Dạ, hiện tại thì em đang dùng nghệ danh là Minh Hồ ạ. Thôi vậy để gọi Minh Hồ đi nha. Minh Hồ cho người ta nhớ luôn nha. Ở đây á, thì Minh Hồ hát thì em hát rất là chắc hơn. Em bản lĩnh, em tự tin hơn. Ấn tượng cái lúc ban đầu mà mới bước ra là bắt đầu... À, mà hình như là hai cái cánh tay này nó có cái rua rua gì nó trong cái bóng đêm á. Cũng đẹp lắm. Em giơ cái cánh của em lên coi. Đó, thấy chưa, thấy chưa? Có sự chuẩn bị rất là tốt. Hát thì có máu lửa đó. Nhưng mà cái cách hát của Long á, nó hơi chạy đều tí xíu ở những cái đoạn đầu. Phải chi em tách câu rồi em hát lúc mà nó thấp á, kỹ hơn một tí xíu nữa thì bài nó sẽ ấn tượng, nó không có dàn đều. Trong khi ở bên đây thì Hồ rất là cá tính. Nhưng mà có một cái chị hơi rối loạn tí xíu là tại vì á, ok phong cách, nhưng tụi em nhoi nguyên một bài, tụi em không đứng yên được. Chị nhìn muốn sang chấn Tâm Lý. Tức là chị bị rối loạn tiền đình. Nhưng mà cái đó ok phong cách, nhưng mà không nhất thiết là mình phải nhoi hết nguyên một cái bài vậy. Tụi em đâu có đứng yên, cái chân không yên luôn. Mà nó sẽ tốn hao năng lượng của mình rất là nhiều nha. Hai đứa tụi nó đủ năng lượng để làm. Nhưng mà dù có đủ năng lượng thì em nhoi quá, người ta cứ lo nhìn mấy cái chân của em không à. Cho nên là cái đó là mình tiết chế là thôi. Chủ yếu quan trọng vẫn là giọng hát. Cảm ơn tiết mục của hai đứa. Anh ghi nè. Hai đứa có máu lửa. Long có máu nhưng lửa chưa tới. Là sao? Anh bắt được 2 lần anh tính đưa mic lên. Em cảm giác nếu không được quay ra sau lưng hát không hát ai biết. Hiểu không? Và để lộ cho người ta thấy. Về lửa là Minh Hồ. Ok, có Long có luôn. Chưa đủ tự tin để phát huy. Nhưng mà anh khen là tụi em hát bằng cái giọng thật vừa đủ. Chút xíu bình chọn sao? Bạn Hồ ơi, bạn ở nơi khác và đến Sài Gòn để công tác. Dạ, em ở Kon Tum nhưng mà hiện tại thì em đang làm việc ở Thành phố Hồ Chí Minh luôn ạ. Bạn có đi hát hay là đi học gì trước đó không? Dạ, em thì chưa học gì trước đó. Hồi xưa là em học xã hội học của trường Đại học Khoa học Huế. Không có tham gia gì hoạt động nhiều. Chị chỉ muốn hỏi vậy thôi. Tại vì một bên là bạn chỉ ca hát và ca hát, tất cả đều dùng vào ca hát. Còn em thì chị thấy hơi đặc biệt vì là em đi làm một cái ngành nghề khác và cũng chưa bao giờ đi hát, chưa có bao giờ học qua cái trường lớp nào. Nhưng mà giọng của em đúng là kết hợp với bạn thì máu lửa thật. Cảm ơn các em. Xin cảm ơn Hiền Thục, xin mời đạo diễn Hoàng Nhật Nam. Ban đầu thì anh gây ấn tượng bởi Đình Long bởi vì là áo chiếu quá, rồi còn tu rua nữa, rồi lại hát đầu, rồi hình thể của em cũng cao to hơn bạn, cho nên là có phần lấn át đó. Thì cái đó cũng là một cái gọi là mình cũng có chiêu để mình có thể gây được cái sự thu hút cho mình. Tuy nhiên thì bạn Minh Hồ cũng không phải vừa, bạn cũng phải kiếm cái áo chiếu bên trong. Nhưng mà bạn Minh Hồ thì tuy thể trạng nhỏ hơn, nhưng mà về sau khi mà xuất hiện vào những cái đoạn mà cần phô diễn á, thì bạn Minh Hồ có những cái đoạn bắn lên cao và những cái đoạn mà gọi là nổi loạn á, trong giọng hát và trong cái cảm xúc á, thì những cái đoạn đó nghe rất rất là đã. Thì anh chúc mừng Minh Hồ. Còn Đình Long thì nếu như có cơ hội mà tiến tiếp
cùng với bạn của mình thì em cũng sẽ phải trau dồi và nỗ lực hơn rất là nhiều. Mình đã có những cái lợi thế của mình như anh đã kể trên rồi, thì giờ mình cố gắng mình tập luyện thêm về cái phần giọng hát và cái bản lĩnh sân khấu để có thể cùng với bạn mình có một cái mức năng lượng ngang bằng để mình có thể cộng hưởng, để không có bị lép quá khi đặt bên cạnh bạn. Chúc mừng cái phần trình diễn vừa rồi. Xin cảm ơn đại diện Hoàng Nhật Nam. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với quyết định của các vị giám khảo, chọn hay không chọn. Xin mời đạo diễn Hoàng Nhật Nam. Chưa thể là đạt được điểm 10, nhưng mà có thể cho Kem một cơ hội. Một chọn. Xin mời ca sĩ Hiền Thục. Hai chọn. Hai chọn. Ca sĩ Cẩm Ly. Ba chọn. Ba chọn. Xin mời nhạc sĩ Minh Vy. Anh neo lại vì Long, Hồ. Ok. Tiết mục này em làm tốt. Còn Long chỉ vì vài cái phần chi tiết nhỏ thôi. Nhưng mà nếu nắm 4 chọn luôn thì sẽ không hợp lý cho tất cả các bạn trước nha. Chúc mừng tiết mục của hai bạn. Xin được chúc mừng Long và Hồ. Hai bạn đã giành được chiếc vé bước vào vòng tiếp theo. Xin cảm ơn các bạn.
Xin chúc mừng hai em. Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với ca khúc Vì Em Quá Yêu Anh, một sáng tác của Mỹ Tâm. Chúng ta giới thiệu đôi nét về mình đi. Em xin tự giới thiệu, em là Mỹ Tuyên ạ. Năm nay em 19 tuổi và em đang là sinh viên năm 2 của trường Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh ạ. Như vậy thì con phải gửi lời chào đến cô chú ban giám khảo đằng kia. Vâng. Không cần con ạ. Nên là cứ chị em và anh em thôi. Con nhá. Vâng. Kia là chú. Không. Đây không phải. Bạn còn lại. Em tên là Nguyễn Hoàng Minh Khôi, thì hiện tại em đang là sinh viên năm 2 của trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh ạ. Em đến cuộc thi này là mới biết nhau hay là biết nhau trước đó đây? Em với bạn chơi thân ở ngoài rồi, thì cái lúc mà casting thì em đi cast xong rồi em cũng rủ bạn, xong rồi bạn đi thì may mắn là hai đứa em cùng đậu và được xếp cặp chung với nhau luôn ạ. À vậy hả? Bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe phần nhận xét của các vị giám khảo. Nói về nhảy đẹp thì không ai qua anh Hoàng Nhật Nam cả, xin mời anh chia sẻ ạ. Vâng. Anh thấy là mấy bé này biểu diễn sao? Có ưng mắt anh không? Rất là dễ thương. Hai bạn đầu tư về mặt phục trang rồi phong cách trình diễn. Anh Nam rất là thích hai em. Thích ở cả cái ngoại hình và cả cái năng lượng của từng bạn. Trong tiết mục này, mọi thứ đều rất là vừa vặn. Và cái cách hát của Khôi hay là Tuyên thì anh thấy có cái sự tung hứng qua lại, nương nhau trong cái bài hát này. Đối với Khôi thì anh thấy rằng là lúc mà đợi bạn diễn đó thì em vẫn không thôi diễn xuất phiêu theo điệu nhạc, rất là cháy hết mình. Cho nên là mọi người vẫn sẽ rất là tập trung mặc dù em không hát đó. Và Tuyên cũng vậy. Cái điều này nó cần cho một cái tiết mục song ca, và đặc biệt với một cái tiết tấu vui tươi và nhanh mạnh như thế này. Anh chúc mừng hai em với tiết mục đầu tiên của ngày hôm nay. Dạ vâng, thành công. Cảm ơn ạ. Chị thấy là em hát rất hay. Đặc biệt là những cái phần bè hỗ trợ cho bạn nữ rất là hòa quyện và tung hứng. Bạn nữ thì dễ thương và xinh đẹp rồi. Đối với chị thì chị nông cạn lắm. Chị chỉ thấy đẹp là chị thấy thích. Cảm ơn hai đứa. Vâng, cảm ơn ạ. Vậy thì đến bây giờ anh Nam mới nhận ra là Hoàng Nhật Nam cũng có sự nông cạn đó. Bấy lâu nay mà cứ nghĩ là mình sâu sắc từ hả? Nãy là đẹp mà mê. Chị Ly không thấy được một cái sự tương đồng trong cả hai người hả? Anh Nam bởi vì ảnh là đẹp là thích, cho nên bây giờ ảnh mới đi làm về tìm kiếm hoa hậu. Còn Thục thì do đẹp là thích cho nên mãi đến bây giờ vẫn chưa tìm được người đẹp ưng ý đối với mình. Cho nên em nghĩ là cái câu chuyện hôm nay đó nó có hai số mệnh nha quý vị. Cùng một mục tiêu nhưng tìm không được. Một người thì đi tìm, còn một người thì tìm không được. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với chia sẻ của ca sĩ Cẩm Ly. Chào bé Tiên với Khôi. Khôi á, cái lực em chị nghĩ chắc là mạnh lắm hay sao, cho nên em hát micro em để rất là xa. Cái tiết chế của em vậy cũng đúng, tại vì nhiều khi giọng mình nó mạnh quá, em để gần em sẽ áp đảo cái bạn nữ khi hát chính, thì cái đó đúng. Nhưng mà khi mà mình hát một mình thì mình phải để gần một tí xíu để người ta nghe cái giọng của mình rõ hơn. Nhưng mà em hát cỡ nào chị nghe vẫn rõ ràng, đó là em. Còn nói về giọng của Tuyên á, giọng em khi mà lên cao cũng rất là khỏe, nhưng mà cẩn thận những cái đoạn đầu á. Đồng thời khi mà em hát bè cái đoạn cuối cho Khôi thì em không tiết chế nha, tại vì Khôi để quá xa, cho nên khi em bè em át đi cái giọng của bạn. Còn nói về phần biểu diễn thì em nhảy dễ thương lắm, em mặc đồ nổi hơn Khôi, nhảy dễ thương hơn Khôi. Khôi rất là vụng về, chị dùng từ là lụ khụ luôn á, nhưng chị xin lỗi, chị lại thích cái cách diễn của Khôi. Nó lụ khụ mà nó rất là dễ thương, rất là đáng yêu luôn á. Chúc mừng tiết mục của hai đứa. Khôi, con bị gì? Khi con hát bè thì không sao, khi hát chính cái mic sai thì làm sao mà nghe. Cái thứ hai, giọng con giọng tenor nữa, tenor cao nữa. Cái nốt mà cao nhất trong bài này là đố si la, đố trên á, nó rất là căng. Nhưng mà con hát rất bình thường. Rất thoải mái mà. Rất thoải mái. Tuyên, con cần cái sự chín chắn một chút xíu trong cái giọng hát. Phong thái ok, nhưng chú cần có sự chín chắn chút xíu nữa thôi. Này chú cảnh báo cho nó hồi hộp. Nha. Chúng ta sẽ cùng đến với phần bình chọn của ban giám khảo dành cho tiết mục này. Xin mời nhạc sĩ Minh Vi. Nhà anh có quy tắc. Nhà anh có quy tắc. Mà sáng nay đã đổi rồi. Anh chọn giùm cho chị luôn. Wow, thưa quý vị. Hai team. Vậy em có nên chọn giùm anh luôn anh? Xin mời em. Vô nghe, chọn nghe. Hai team, xin chúc mừng. Như vậy chúng ta có được 4 team.
thương đêm không thể gọi tên nỗi buồn đã qua. Ôm lòng đầy vơi thương nhớ đôi tay này biết bao ngày, để rồi khi những ân tình ấy tựa như mây mà người đành nỡ quên đi vậy. Và những vui buồn ấy vì nơi đây tìm đâu thấy. Đã tin em sẽ cùng tôi chung lối, thế nhưng em lại bỏ rơi tôi với tôi. Vì nỗi nhớ còn dài như ký ức mệt nhoài đôi vai. Nỗi đau trong anh làm sao em biết, ra như ta nghĩ về nhau một chút thôi. Để không bật khóc thành lời, để thấy anh không còn xa vời. I don't leave me alone. Vì đôi khi những ân tình ấy tựa như mây mà người đành nỡ quên đi vậy. Và những vui buồn ấy về nơi đây tìm đâu thấy. Đã tin em sẽ cùng tôi chung lối, thế nhưng em lại bỏ rơi tôi với tôi. Vì nỗi nhớ còn dài, từng ký ức bên nhoài đôi vai. Nỗi đau trong em làm sao chút thôi, để không bật khóc thành lời, để thấy em không xa vời. But don't leave me alone, don't leave me, don't leave me alone, baby, don't leave me alone. Anh bỏ rơi em và tình yêu này, khiến em đi vào tâm tối bao ngày. Tất cả chỉ như một cơn gió, chỉ thở ra tay và thôi ta đừng nắm lại. Để em nói cho anh nghe nhé, với tất cả tình yêu của tuổi trẻ, với hy vọng có những điều mới mẻ sẽ giúp anh có thêm nhiều động lực hơn để quên em. Vì thế em mạnh mẽ để ai xem đau thương là gì, những ký ức đã đủ trôi mãi. Em sẽ đang trong vòng tay với ai? Tình yêu mà, vì ai mà em quên đi tất cả. Cùng mơ cùng chung về một mái nhà mà giờ này chỉ còn lại một khúc ca khi mà em không còn thiết tha. Đã tin em sẽ cùng tôi chung lối, thế nhưng em lại bỏ rơi tôi với tôi. Vì nỗi nhớ còn dài, những ký ức mệt nhoài đôi vai. Nỗi đau trong anh làm sao em biết, giá như ta nghĩ về nhau một chút thôi. Để không bật khóc thành lời, để thấy em không còn xa vời. Don't leave me alone. Xin chúc mừng Đình Long và Minh Hồ với ca khúc Don't Leave Me Alone, có nghĩa là đừng bỏ tôi một mình. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với vị giám khảo mà có một bộ vest, một đồ giống là hợp với tụi em lắm. Có lẽ là trong nhóm tam ca của tụi em. Xin được mời thành viên thứ ba, đạo diễn Hoàng Nhật Nam anh á. Dạ, anh nhìn cái áo này nó cùng tông với anh mà. Xin chào Hắc Bạch công tử. Wow. Đình Long với lại Minh Hồ, hai em hôm nay mặc đồ rất là đẹp, phối và hai cái mảng đối lập sáng tối. Tuy nhiên anh Nam nghĩ là đoạn đầu bắt đầu là mình đã rất là đứng trong luồng ánh sáng visual và mọi thứ, đồ da và mọi thứ. Anh Nam đang mong đợi là hai em sẽ dần dẫn dắt người ta lên những cái chặng tiếp theo và leo lên trên những cái đỉnh núi để mà bùng cháy, ăn mừng trên đó với những cái cảm xúc. Cho đến đoạn cuối luôn rồi thì vẫn chưa. Rồi đặc biệt là cái đoạn đọc rap á, thì cũng còn bối rối quá.
đoạn độc rap nó giá như mà máu lửa và giá như nó trơn tru hơn và nó đã hơn nữa, wow hơn, nhưng mà cũng chưa đạt được cái điều đó. Tuy nhiên là anh Nam thấy hai em tiến bộ từng ngày, tiến bộ hơn rất nhiều ngày hôm nay. Diễn thoải mái, nhảy feel the beat theo nhạc, tương tác với giám khảo rồi khán giả. Cái điều đó là mình có cái sự giải phóng về hình thể. Cái đó là một điểm đáng khen của hai em. Chúc em sẽ thành công. Cảm ơn phần chia sẻ của anh Hoàng Nhật Nam. Xin mời ca sĩ Hiền Thục. Đây là một cái tiết mục out đó, cho nên là tâm lý của tụi em là muốn khuấy động sôi nổi cho cái khán phòng này nó vui vẻ hơn. Do đó là cái mức năng lượng đưa ra nó nhiều hơn, làm cho tụi em bị hát chạy nhịp. Chưa kể là khi mà mình quá phấn khích nhưng mà cái luồng hơi của mình chưa vững để mà mình tiết chế nó, đâm ra là những cái nốt nó phát ra không chính xác, hơi chênh, hơi phô một chút xíu. Nhưng mà nhìn chung á, khi mà tụi em biểu diễn, người ta thấy được một cái sự sôi động, một cái sự hòa quyện của tất cả mọi người ở trong cái khán phòng này. Đó là cái điều mà tụi em làm đạt nhất. Cảm ơn tụi em. Cảm ơn chia sẻ của ca sĩ Cẩm Ly và xin mời nhạc sĩ Minh Vy. Bà giám khảo kia nói đủ rồi, nhưng mà ý anh ở đây là trong cái bản này á, bốn màu sắc âm nhạc khác nhau và cái cách dựng cũng khác nhau. Tụi em có cái cá tính của em, còn khuyết điểm thì bên này nói rồi, anh không nói nữa. Đã làm một cái bản kết đẹp, một bản kết đẹp. Nghĩ là cái tập này màu sắc sẽ làm cho hài lòng khán giả và hài lòng cho bốn vị giám khảo ở đây. Xin chúc mừng tiết mục của hai bạn. Cảm ơn chia sẻ của nhạc sĩ Minh Vy. Cảm ơn hai bạn rất nhiều.